Hello mọi người, lại là em đây. Đầu tiên em xin cảm ơn là mọi người đã ủng hộ em rất là nhiệt tình. Lần đầu tiên cái video vừa rồi em lên 14 cái đồng hồ cũng bán sạch hết rồi. Trước giờ thì những cái video mười mấy cái thì hầu như cũng phải toàn cái hai cái, nhưng may mắn sau vừa rồi mấy anh cũng ủng hộ em, nên em cũng cảm ơn các anh các chị nhiều. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người thêm vài cái em mới về. Rồi, đây đầu tiên em giới thiệu là con Citizen Phọc Ma. Em này là size mặt là ngang là 33. Luôn càng là 39. Ngang 33, luôn càng dọc này là 39 nha. Em này thì nói chung là độ mới cao. Bộ dây thì rất là đẹp. Dây này không biết có zin đúng không. Đây nấm nha. Đây. Dây mới nguyên ha. Cực kỳ đẹp. Đây là mông này. Này. Japan Bear. Đó. Nhật Bản nha. Hàng này sản xuất tại Nhật Bản luôn. Có cái dây nữa. Dây này thì không thấy đóng hiệu. Không thấy đóng hiệu gì hết, nhưng mà nó rất là đẹp, rất là mới. Đồ mới cao, size to ha. Em này em bán 480 nha. Dây này là dây dây khóa thông minh, khóa trượt thông minh. Bật lên là mình tụt ra tụt vô. Này dơ nha, chưa vệ sinh. Em này em bán 480. Mã là 1301. Giá là 480. Rồi ai mua thì liên hệ giùm em số điện thoại này ha. Đặt cọc 50.000 em miễn ship nha. Em thứ hai là em Psycho. Cũng là tăng vuông. Hôm nay em về nhiều tăng vuông. Chắc giới thiệu cho mọi người dùng chục con tăng vuông thôi. Còn mới chưa có soạn ra được, vệ sinh rồi đủ thứ. Em này size mặt chiều ngang là 29, chiều dọc là 36. Ngang này là 29, dọc là 36 nè. Này bọc vàng SGB nha, còn nguyên nha, mông còn nguyên phay xước. Đây bọc vàng SGB nè. Đó SGB nè. Tiêu bách. Này, kim cọc số nổi nha, cọc số nổi. Nước vàng cực đẹp, chưa bị mòn chỗ nào. Này Psycho. Em này dây da, nhưng mà dây không zin nha. Dây da này không có zin đâu. Em này em bán là 400.000. Mã là 1302. Rồi, ai mua thì liên hệ số điện thoại này. Đặt cọc 50.000 em miễn ship.
Đây là em Tileka, hàng này là nội địa Nhật ha. Mặt kính thì tràn viền, cọc số nổi, mặt trái tia rất đẹp, núm vàng, dây là thép đúc đặc. À không, dây là thép cuộn chứ không phải đúc đặc, xin lỗi. Tại họ cuộn kỹ quá, đẹp quá, nhìn không rõ mà nó nặng tay nữa. Đây, mông, mông còn nguyên phay xước nha. Mấy này dê nè, dê này vệ sinh chút nó ra. Bộ dây rất là chất lượng ha. Có vẻ dây em này cũng không có zin. À đây có chữ. À dây Bambi. Dây này là dây Bambi của Nhật nha. Hãng sản xuất dây là nổi tiếng bậc số 1 ở Nhật ấy. Con này size mặt chiều ngang là 29, chiều dọc luôn càng là 39, 29 nhân 39 ha. Em lấy cái dây không zin ổn quá. Mặt trái tia rất là đẹp luôn. Con này em bán 300 ngàn tròn nha. Mã là 1303. Rồi ai mua nhắn tin vô số này giùm em ha. Cọc 50 ngàn em miễn ship. Em không bán COD nữa nha, mọi người thông cảm giùm em. Rồi đây là em Citizen Phật Ma nữa nè. Nè COD đây có một cái mới rớt về nè. Khá thu khổ 686 ngàn. Rồi không liên lạc được, chút nữa gỡ cái này ra sale luôn. Đây em Citizen Phọc Ma ha. Ngang là 28, chiều dọc luôn càng là 37, 28 nhân 37, cọc số nổi, mặt vàng cực kỳ đẹp, mông còn nguyên phay xước nè, sản xuất tại Nhật Bản luôn nè, đó thấy không, đó Japan 12 nè, độ máy cao lắm nè, em này độ máy cao, có dây nè, dây da này không zin nè, nhưng mà dây rất là xịn ha, dây Grefa, dây này cứng chắc lắm, bộ dây này tốt. Bộ dây này mà mấy anh chị ra ngoài tiệm mua bộ dây như vậy thôi thì chắc cũng phải là 300 ngàn, chứ không có rẻ ha. Mà em này em lại không bán được cái sợi dây này 300. Con Phọc Ma này nó mới dữ lắm nha, em bán là 380 ngàn, mã số là 1304. Citizen Phọc Ma bán quá rẻ. Đây có em Citizen nữa nè. Em này đồng cổ ha. Hồi trước em cũng có một con đồng cổ mà cái dây màu kem,
dây màu kem đẹp lắm. Con này thì dây màu đen, dây này thì không zin rồi. Thường nó là mấy cái dây da về Việt Nam ít khi nào nó zin, tại vì nó thẳng ra là cái gốc của nó là dây da thì nó cũng hư rồi nên thay dây khác, đa phần sẽ thay dây khác. Nấm zin ha, nấm số học trò rất là đẹp, mặt trắng. Đấy là nguyên sớ luôn ha. Những con này độ mới cực kỳ cao luôn. Để xoay mặt. Em này là ngang 29, dọc luôn càng là 38, 29 nhân 38. Nãy giờ không có lên tay thử luôn nè. Đây lên tay rất là đẹp ha. Công nhận cái dây đen này nó cũng có cái sàn của nó. Cái dây đặt trước bán con giống vậy mà dây màu màu kem. Màu kem này đúng là nhìn thấy nó hơi nữ tính với lại nó hơi gọi là con nít một chút. Sợi này màu đen. Con này em bán là hàng này made in Japan thôi nha. Made in Japan nè. Đây Citizen Japan ha. Những cái con hàng mà sản xuất tại Nhật Bản này đa phần giá nó cao. Con này em bán 360.000, mã là 1305. Đây. Đây có em Sinus. Sinus này là hàng nội địa Nhật nha. Hàng này chuẩn nội địa Nhật. Mặt bao công. Kim cọc số bọc vàng, cọc số nổi rất là đẹp. Bộ dây là nguyên sớ nè. Mặt vàng, viền vàng này rất là đẹp ha. Còn mới nguyên, mới tinh luôn. Để lâu lại coi. Khi nhiều quà nhiều quá không có vệ sinh, không có kịp. Làm video bán luôn rất nhanh. Ồ, em này lại là xài cái bộ dây của Orient. Bộ dây máy tinh đẹp vậy. Dây Orient. Dây chất lượng nha. Mua một được hai nè. Đó, mua con Sinus được thêm cái dây Orient nè. Chắc quá. Sướng giờ. Hàng này là nguyên tem nè. Tem cổ mông nó vẫn còn nè. Không lẽ giờ thì ở sợi dây này ra bán 200 chứ. Sợi dây đem ra thợ về, đem ra em ông thợ mà em hay nhờ ổng. À không phải, con Sinus này của Orient luôn nha, xin lỗi bà con. À, đây đây à, Orient nha. Nãy giờ em cứ tưởng là con Sinus này là cái con gì chứ. Nè, sản xuất tại Nhật Bản luôn ha. Đây nấm cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Con này con của Orient nha, cho nên cái dây nó là dây Orient á. Xém chút nữa đi thăm tiền gỡ ra đem đi bán cái dây 150-200. Chiều ngang là 28 nè. Chiều dọc là 37. 28 x 37. Độ mới thì cực kỳ cao. Bộ dây là còn nguyên sớ nè. Đó, mới tinh ha. Cái mông vẫn còn nguyên tem ha. Hàng sản xuất tại Nhật Bản nha, của Orient nha. Em lên tay thử cho coi. Tay em 18 không có vừa rồi. Con này dây tay 17 à. Đẹp chưa? Sang chưa? Sang xịn mịn.
Cái này tay 17 thì mới đeo được nha. Tay nhỏ rồi chứ còn tay em 18 mà đeo không vừa. Tay 17 là đeo vừa. Con này giờ bán nhiêu? Nguyên zin luôn. Nãy giờ chỉ con này là nguyên zin hết luôn. Mấy con kia toàn là dây gì không à? Con này em cũng bán 480 ngàn. Tại vì nó là như mới rồi. Mã của em này là 1306. Mã là 1306 ha. Giá là 480. Mua con này y như mua con đồng hồ mới. Giờ đang chạy chính xác 7:20. Rồi có em này, em Bia Cạc Đanh nha. Bia Cạc Đanh là thương hiệu của Pháp. Con này cũng mới, mới tinh xà binh luôn. Rồi, bộ dây mới nguyên sớ luôn nè. Mặt kính cầu, mặt kính mo nè, nó mo lên tròn. Đây nó vòm tròn rất là đẹp ha. Hai bên là nói chung là nước vàng là cực đẹp, cực mới. Số là mã. Cọc số nổi nha. Trong này nó có đính thương hiệu này nhỏ, màu đen rất là hơi khó đọc tí. Đây phóng to lên. Nó là gì? Cái gì Sport á. Ở dưới nó có chữ Bia Cạc Đanh nhỏ nhỏ màu trắng màu đen dưới này. Rồi, mình xem mông. Nguyên siêu. Nguyên siêu Bia Cạc Đanh. Epica Sport gì đó. Bia Cạc Đanh ha. Đây dây. Độ mới rất là cao nha. Ôm tay rất là đẹp. Phong phong tăng mà, nhưng em này phong tăng cực đẹp. Sang, rất là sang. Size mặt ngang là 29. Dọc là 40. Chiều ngang này là 29 nè, chiều dọc là 40. Kiểu dáng rất là sang ha. Mới tinh nha. Hàng này là nói chung là gọi là nguyên siêu. Em này em bán lên 520. 520 ngàn. Mã số là 1307. Một ba không bảy 520 ngàn. Để đây thì nhớ tới số mấy, mỗi lần nói đã xong cái đánh số cũng quên. Rồi một em tăng nữa nè. Em tăng này là Rayak của Nhật nha. Mặt trắng rất là đẹp. Con này là kính nó vát nè, vát hai cạnh. Mới nha. À nó bị một cái vết đây. Con này thì nó bị một cái vết xước nằm ngay vị trí nè. Đây, ngay cái tay em chỉ nha. Còn lại mới. Bộ dây mới. Dây này cực kỳ mới nha. Mông. Mông cũng mới nguyên nè. Không vết xước nè. À, mông còn nguyên vết thay xước luôn. Thằng này là cái bị cái siêu nó bị rớt ra, nó còn dính keo. Đó, máy tinh nguyên phay xước, độ mới cao ha. Thằng này chỉ bị lỗi một miếng ngay đây. Size mặt bề ngang chiều ngang là 29 luôn.
chiều dọc luôn càng là 37 năm, luôn càng dọc này là 37 năm, ngang là 29. Độ mới cao con này mà không bị này thì em bán được chắc cũng được 300. Nó bị miếng đó em bán 200 ngàn nha. Mã là 1308. Đổi gió nha, nửa trần nhỏ đổi gió một tí đi. Nãy giờ vuông không à. Đây có con Saret nè, năng lượng mặt trời ha. Mặt số 2 lồng, kim cọc số dạ quang, cọc số nổi nha. Có một ô cửa lệch gốc 3 giờ. Hàng này xài năng lượng mặt trời. Pin năng lượng này là em test rồi nha. Pin trữ 15 ngày ha. Tại vì họ nó đi từ Nhật về là 10 ngày. Bởi giờ em để thêm 5 ngày nữa mà nó vẫn không hết pin. Đó, em cứ bao cho con này trữ được 15 ngày thôi, chứ không có bao nhiêu hơn. Ví dụ mà nó trữ pin dưới 15 ngày thì em bảo hành. Còn mà nó trữ pin trên thì mấy anh gửi em thêm ít tiền tiếp. Nó giỡn tí cho vui nha. Xoay mặt em này chiều ngang là 35. Ngang này 35. Dọc luôn càng là 43. Xoay này anh là tay nhỏ đeo đẹp. Tay 17 đổi lại là đeo đẹp rồi. Thật ra như em tay 18 đeo em thấy vẫn đẹp. Có khả năng tại em là người bán nên em thấy cái nào cũng đẹp. Mà công nhận em lên tay đẹp thiệt chứ không phải là em mới xạo. Có video làm chứng nha. Cái này pin năng lượng mặt trời, pin trâu nha, trữ lâu lắm á. 15 ngày rồi chưa hết pin. Em này mã là 1309. Giá bán em này là 340 ngàn. 340 ngàn nha. Đẹp lắm, mới đẹp lắm nè. Cái dây nè, cái dây không có xước luôn. Cái vết này là vết bằng keo, là vết keo nó còn dính nè nha. Nhìn thấy vậy không phải xước nha, bằng keo nha. Lâu nó sạch vậy. Đó. Dây mới, độ mới rất cao, trữ pin trâu bò. Thằng Saret này là con của Citizen nha. Này con của Citizen, 340 ngàn, mã 1309, pin năng lượng mặt trời, bao pin trữ 15 ngày ha. Để 1309 ở đây để nhớ, cứ làm xong rồi không nhớ. Em mua hàng nhắn tin Zalo em số này nha. Đặt cọc 50 ngàn em miễn ship, không đặt cọc thì em không có đi hàng được, tại vì em bị bom nhiều quá, mấy anh thông cảm. Đây phá bom nè, giờ phá bom nè. Đó, đầu của em thấy không, em đóng chưa từng mở ra nhìn luôn, chưa nhận có nhận hàng đâu mà. Rồi em gỡ ra đây. Coi qua cái màn hình dễ bị đứt tay. Mất một cái hộp rồi. Cái tem là niêm phong nó tránh trường hợp là bị ta tráo hàng. Hồi xưa em bị tráo hàng lần, nói tráo thì nó hơi quá đáng, cái bị lấy luôn, là người ta mở ra cái bạn mấy bạn
ông ship ông mấy ông moi ra, mấy ông lấy luôn cái cục hàng của mình giao tới người nhận ra kêu. Tại cái đồng hồ nó đợt đó cái nó quá nhẹ, nó quá mỏng luôn, mỏng dính rồi. Còn nó đợt đó em bán nó mỏng có 4 ly. Nó nhẹ khủng khiếp luôn. Cuối cùng bị shipper họ mở ra họ lấy mất tiêu. Họ moi họ lấy, kể từ đó trở đi về sau là hàng em lúc nào cũng liên thông lại hết. Cái tránh trường hợp mà này nọ, nhiều khi tới bây giờ thí dụ mấy anh chị chuyển tiền mà nhờ người nhà nhận, dù chuyển hết 100% thì mình nhờ người nhà nhận cũng an tâm, người nhà nhận dùm cái mở ra rồi tới nhận tới cục hàng niêm phong vẫn còn nguyên là cứ nhận dùm, anh chị cũng thoải mái. Con này là con anh ba nha, anh ba nè, rất là độc ha. Đây chỉnh hồi lúc em giao đi là em chỉnh ngày giờ chính xác nè. Bây giờ cái thời bây giờ em đang quay là 19:36 nè. Đó. Cái một cái đồng hồ điện tử đây nè. Còn đây có ngày nè, ngày 13 tháng 9 nè. Just day nè, đó là thứ ba nè. Con này nó có chức năng nè là alarm nè, là báo thức nè, support nè, tức là bấm giờ thể thao, thời gian. Nó có rất nhiều chức năng nha. Còn record nữa nè, tức là mình ghi nhận kỷ lục á. Nó nhiều chức năng dữ lắm. Hàng thể thao nè. Độ mới thì siêu mới. Đấy. Đây. Thấy không? Còn nguyên nè ha. Không có trầy xước gì hết. Cái này là cái băng keo nè. Dây nè. Em này là size mặt ngang là 47. Size 47 nha. Em đo ngay chỗ này tại vì chỗ này nó không có cái nấm nào hết nha. Nấm nó có 4 cái nấm nè. 1 2 nè, 3 4 nè. Nè, giá nè. Giá bán nè. 686.000. Sáu trăm tám mươi sáu ngàn trừ đi 36.000 tiền ship là 6.5, giá bán 6.5. Em bị bom chán ghê, đi về mất hết 50.000 rồi nè, giờ đâu có bán được 6.5 nữa đâu. Giờ làm video lại mấy anh chị là chắc chắn không bao giờ bán được giá 6.5 nữa. Con này giờ bán 580 nha, mã là 1310. Con này là sản xuất ở Nhật Bản luôn nha. Đây nè, chữ Japan nè. Nè, hàng này hàng Nhật nha. Nó có một dòng giống y như vậy luôn nhưng mà hàng là cái vỏ thì ở Trung Quốc, cái máy Nhật cũng anh ba luôn. Còn cái con này là sản xuất tại Nhật Bản luôn. Nên giá nó sẽ cao hơn cái con kia. Bản thân em nhập vô nó cao rồi chứ không phải. Nói chung mấy cái đồng hồ bán 200, 300, 400, 500 này thì lời ấy. Cao lắm thì lời được chừng 100.000 hết. Rồi đây có con Vibera gì nè. Japan Movement ha. Cái mặt rất là đẹp ha. Đó. Cái mặt ở trong là mặt đường băng nè. Kính vát cạnh nè.
tính ba hạt, bên này nó bát xuống này, bên này nó bát xuống này, giữa nó cao này, độ mới thì cao. Đó, nãy thấy giờ giờ em đưa cái tay em lau qua cái nó sập. Bộ dây ha, mới tinh nha, bộ dây không có trầy xước này, vuông, những cái con tăng vuông nè, mẫu độc, mẫu này gọi là mẫu độc này. Nó đeo những cái con này không có đụng hàng, nhìn rất là đẹp. Đây mông nguyên phay xước, độ mới cao, mới tinh sabin. Đây Japan nè, đó, sản xuất tại Nhật Bản luôn á, có chữ Japan nè, anh chị thấy không đó, anh chị nhìn nè đó. Con này ngang là 29, chiều dọc luôn càng nó là 35, ngang 29 dọc 35. Đây bên tay đẹp chưa. Đó, tay 18, tay em tay 18, tay to lắm á. Nhưng anh chị nào tay nhỏ hơn thì đeo những cái con tăng này sẽ rất là đẹp. Mã là 1310, giá em này là 350.000. Đồ máy cao nha. Đây tôi nhớ tới con 1310 rồi, chút nữa biết ngã nhiều mình đánh tiếp. Em mua hàng liên hệ số điện thoại này giùm em nha, chuyển khoản đặt cọc 50.000 em miễn ship, em không bán COD nữa nha. Bán COD bom quá, bom quá, không có tiền trả tiền ship. Em có con Infinity nè, Infinity nè, thương hiệu Mỹ nè. Mặt độc lạ ha. Yeah. Bộ dây rất là xịn nè, bộ dây nguyên phay xước xịn sò. Mới. Đây mông, mông này nó để là cái cây nè, cái cây là in China nè, máy là Japan Mood nè, Japan Movement nè, đó tức là cái vỏ này thì nó sản xuất ở Trung Quốc, còn cái máy là máy Nhật ha, dơ nha, máy này dơ nó làm lâu nó sạch liền, đó, sạch bóng loáng liền. Độ máy cao lắm nha, Infinity của Mỹ. Sai mặt ngang là 35. Coi kỳ kỳ. Đúng rồi, 35. Chiều dọc luôn càng là 40. Ngang này 35 ha, chiều dọc này luôn càng là 40. Lên tay vẫn rất đẹp nhá, vẫn rất là đẹp nha. Đó, tay to của em mà đẹp như vậy đó. Em này là mã 1311, giá là 230.000. Đây còn
2 4 5 con tăng nữa. Tiếp thiệt. Đây, một em tăng, đọc chưa? Mặt kính tràn vàng ha. Bốn góc này là vàng. Cái núm cũng vàng. Bộ dây thì cực kỳ mới, cực kỳ đẹp. Dây này là nguyên zin của em nó. Trong này nó còn dơ nè ha. Đó, đẹp chưa? Hàng này là anh ba ha. Đây, à ha ha, Psycho. Psycho. Psycho Spirit. Con này là nguyên zin hết luôn nha. Độ mới cao, cực kỳ đẹp. Xoay mặt ngang là 27. Ý lộn, 25. Dọc là 32. Ngang 25, dọc là 32. Con này nguyên zin, siêu mới. À, kính tràn viền nè ha. Rất là đẹp ha. Kim cọc số nổi. Không một vết trầy xước. Bộ dây thì đẹp. Đây. Đây. Con này zin từ A tới Z luôn nha. Mới đẹp lắm. Ở ngoài nó đẹp khủng khiếp. Nãy em tưởng anh ba, cuối cùng nhìn lại Psycho. Quá đẹp. Con này không lẽ để lại đeo chứ. Psycho đẹp quá. Mã là 1312. Giá em này em bán là 550 ngàn. Tại vì nó rất là mới, rất là đẹp. Và bộ dây của nó là nguyên zin. Không kiểu dáng thì cực kỳ độc. Hàng Psycho sản xuất tại Nhật Bản. Để đây để nhớ mã. Rồi đây là con Ramet. Ramet là hàng Nhật. Qua mở ra nghĩ là coi thay pin này. Như chạy máy Miyota. Con này mặt kiến rất là đẹp ha. Kiểu độc. Ô dây này cũng mới nè. Nghe mới nguyên zin ha. Em là nghe mới nguyên zin luôn. Kiểu rất là độc ha. Máy Miyota. Máy Miyota của Citizen. Cái mặt ở trong nè là bo góc 369 nó đến đá. 369 12 đến kim cương. Những cái còn lại nó đến vàng. Mặt kính là không có vết xước ha. Không có vết trầy. Cái này là dơ nè, dấu tay, dấu chân của em nè. Lâu, dơ. Đó, đó, lâu rồi cái tay khô là hết rồi. Cực kỳ đẹp ha. Dưới này nó dơ nè nha. Dưới này nó bị dơ nè. Lấy khăn lâu nó hết. Đó, sạch bóng loáng chưa? Đó, thấy chưa? Kiểu dáng độc lạ nha. Xoay mặt chiều ngang là 26. 27. Chiều dọc là 33.
27 nhân 33. Kiểu dáng độc lạ. Dây khóa này là nguyên zin của nó nè. Em này em bán 380. Mã số là 1313. 380. Những anh mà sưu tầm hàng tăng là nên sưu tầm những cái con vậy nè. Nó lạ, nó không có bị đụng hàng. Đây, đây một em Psycho nguyên Citizen, nguyên một cục vàng. Dây khóa là nguyên zin. À, ông này zin nè, ông này zin tàn tàn thay luôn. À, chưa còn nguyên tem nha, chưa lên tay, hàng này chưa lên tay. Độ mới thì cực kỳ cao luôn. À, hàng chưa lên tay mà. Hàng này mua về bỏ vô cái hộp nữa là tặng người yêu là hết bài. Nấm ẩn nha, nấm ẩn chứ không phải không có nấm luôn. Nấm ẩn xuống rất là đẹp. Mặt như một cục vàng. Đẹp qua, đẹp qua. Mặt số trải tia. Nó vân sọc 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 xuống nè. À, nó vân sọc xuống, nó tia tia sọc xuống. Số nổi, cọc số nổi. Mới nè, mới tinh nha. Không có một cái vị trí nào gọi là bị bạc màu vàng này hết nha. Này. Mới nguyên tem nè, đó. Thấy chưa? Con này thêm cái hộp nữa thì thôi. Chục triệu. Hàng sản xuất tại Nhật Bản luôn nè. Đó. Đó, Japan nè. Thấy chưa? Mấy cái chồng này là dơ nè. Đó. Lâu sạch. Lâu nó hết liền. Hàng chưa lên tay mà. Những cái này dơ. Bỏ cái khăn vô lâu cái đó. Bóng lưỡng liền thấy không đó. Con này em bán là 600.000. Mã số là 1314. Giá là 600. Tại vì nó rất là mới. Con này mới nguyên này. Nãy giờ mấy con mới mới bán những cái giá này. Size mặt chiều ngang là 29 nè. Chiều dọc là 36. 29 nhân cho 36. Rồi đây có một em anh ba siêu mới nè. Đó. Dây vàng hồng nha. Bộ này bộ dây vàng hồng, cái mặt màu trắng rất là đẹp. Trắng này nó dạng mà trắng đó, các á. Anh ba start. Nấm đây. Em này độ mới cao lắm. Em này mới như ngang ngửa với con Citizen nãy luôn á. Nó chỉ thiếu cái tem thôi. Chứ còn độ mới con này là ngang ngửa với con Citizen mà còn tem nãy luôn. Nguyên tem nguyên siêu nãy. Đó, cái dây này dây màu vàng hồng rất là đẹp. Kim cọc số nổi. Độ mới nó cao nên em sẽ bán giá, nên em bán giá cao là bình thường. Mấy anh chị đừng có nhiều khi thắc mắc nói sao mấy con tăng, mấy con kia bán có 300 mấy, con này sao bán tới 600. Con này là sản xuất tại Nhật Bản luôn nè. Thường cái dòng anh ba này đa phần á, là nó hay làm cái vỏ ở Trung Quốc, cái máy ở Nhật Bản để nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà con này dòng cao cấp của anh ba nè. Thương hiệu anh ba là thương hiệu con của Psycho.
trong này nó đang đang cái máy trong này là cái máy Seiko, máy của Seiko tổng ngoại anh ba, chứ trong là máy Seiko. Con này mới tinh, xoay mặt chiều ngang là 29 30, ngang là 30, chiều dọc luôn càng là 39, 30 nhân 39. Em này em bán 500 nè, mã số là 1315. Mấy con này mới lắm, bỏ vô cái hộp là đem tặng được luôn. Giá 500 rất là rẻ. Thêm một em Orient nữa nè. Hàng này cũng là hàng siêu mới luôn. Con Orient Sinus nè. Sinus nè, hồi nãy lúc đầu em tưởng con Sinus này là con hàng gì, hồi em đấu về mà em còn không có để ý nữa. Nãy quay giờ quay video mới biết con Sinus này là Orient luôn. Em nãy hồi xong biết sao mua về nó giá nó cao quá. Mấy cái con này nè, mua nó chụp cái mặt không à, chứ không có mà quay video cho coi kỹ như em đâu. Em mua bên bên Nhật á. Con này cái dây cũng vàng hồng nè, bộ dây cực kỳ mới, cực kỳ đẹp nè. Mặt này là mặt đá nha. Cái niềng này là niềng bằng đá nha. Cái dây là dây vàng hồng. Cái dây này là vàng hồng mới tinh, không có một cái rầy xước nha. Độ mới cực cao luôn. Xe mặt em này ngang là 29, chiều dọc là 36 37, chiều dọc là 36.8, chiều dọc này 36.8 nè, coi như 37 đi, chiều ngang là 29 nè. Độ mới cao, mặt nguyên phay xước ha. Con này là ngày hôm qua em vô pin em rồi, em làm rớt cái con ốc này, để chút nữa em gắn lại. Khi giao em sẽ gắn ốc đầy đủ nha. Hôm qua vô pin không để ý luôn, nhiều quá, em hàng về nhiều quá. Con này độ mới cực cao. Con này giờ bỏ vô cái hộp nữa là đẹp. Bỏ vô cái hộp tặng quà sinh nhật cho người yêu cũ. À không, tặng cho người yêu mới chứ, người yêu cũ tặng nó làm gì nữa. Đây, đẹp chưa? Lên tay đẹp chưa? Rất là sang, rất là sang, rất là đẹp. Con này em bán là 580.000. Hàng này Orient nha, mới tinh nha. Thiếu cái hộp đó. Giá là 580.000, mã 1316. Con này là sản xuất tại Nhật Bản nè. Đó, hàng này nội địa Nhật Bản hết á. Orient nè ha, có con ốc này nè, em gắn gì thiếu nè, em sẽ lấy em gắn lại. Nằm trong cái hộp á, qua như là mở ra xong cái gắn vô. Rồi, có con rút nè. Rút này hôm bữa là 1,2 triệu nè. Size to.
rút này của anh ba Psycho. Đây cây Inchina không màu mình ra bằng cái máy Nhật. Thằng rút này là cũng máy Seiko luôn, xài con của Seiko luôn nè. Em này xe to, xe ngang là 39, chiều dọc là 45, chiều dọc này 45 nè, chiều ngang là 39. Nó có cái bộ lịch quạt rất là đẹp. Đây bộ lịch quạt này. Nó như một cái quạt xòe ra. Cái mặt là mặt caro. Đó, đẹp chưa? Số trò. Đó, đẹp chưa? Đó, xài tay em 18 nha. Lên rất đẹp. Đó, giày 18 luôn ấy. Con này bán 1.150.000. Đây cái dây nè, bộ dây nó cũng độc lạ lắm nha. Đó, dây mới lắm, mặt không một vết trầy xước, vỏ mới, cái kính là kính cầu lồi ha, đúng nè, đi đúc đặt nè. Cái chỉ có cái khóa nè, nó bị một miếng xước xước ngay này nè. Đó. Vậy thôi. Đó chỉ vậy hả? Con này là một mã là 1317. 1.150.000. Hàng kịch độc. À với lại em mua hàng thì cách bạn này cũng được, nhắn tin thôi cũng được ha, nhắn tin Zalo dùm số này hoặc là alo phone gọi giùm em, đặt cọc em đi hàng nha, không có COD nữa. Em có về thêm con trăm mét nè, con trăm mét này là full hộp. Phun hộp ha. Size mặt em này là nhớ là 39. Chính xác 39. 6 6 kim Sonorap. Đây. Cái kim dây nó chạy là cái này ha. Mẫu cái lịch gốc 4 giờ. Em này có đèn nữa nha. Cái đèn quay của em nó sáng quá, để chúng em tắt đèn em tắt. Nguyên zin ha. Mới 99.9% luôn ha. Hàng là full hộp Stamet nè, full hộp. Con này chỉnh giờ nè, rồi nhấc ra một mức nè. Là mình chỉnh cái kim giờ nó chạy. Đây mình chạy đủ 24 tiếng thì nó sẽ qua ngày. Nói chung là chỉnh ngày là phải chỉnh vậy. Rồi khi mình giật ra một cái nữa là bắt đầu mình chỉnh giờ. Đó. Chính xác kìa. Sau mình đóng lại.
đóng lại nhớ đè hai cái mạnh vô. Em đè bị mình mà đè không có sát vô là cái kim là nó sẽ không chạy nha, nó vẫn kim giờ em phút kim dây nó vẫn chạy nhưng mà kim giờ nó sẽ không chạy. Đây tắt đèn này, thấy chưa? Đây mình còn nó có đèn ha. Đó, đẹp chưa? Đó. Cứ đè vô cái nút này nè, đè vô cái nút này nó có đèn là nó sáng đèn lên. Rồi bấm dưới đây là chạy channel wrap nè. Đó, channel wrap thì con này cái kim này nó sẽ chạy nè, kim dây nó chạy. Ngừng thì bấm đèn cái ngừng, bấm đèn cái nó reset lại. Nào giờ là cái kim channel wrap nó đang bị sai nè, giật ra một cái, giật cái này hai cái, bấm này chỉnh lại kim channel wrap. Nó bị lật này ha, mình chỉnh lại. Rồi, ok. Đã lại xong. Đây, giấy khai sinh của nó nằm đây. Căn cước công dân của nó nằm đó hết. Nha, này là nó còn có thêm một cái thẻ ở bên này. Indie Clock và Nightline nè. Hôm trước em có lấy về em bán mà lúc đó em cũng không biết con này có đèn. Hôm nay em mở em mới phát hiện là em vô tình em đè vô hôm mới phát hiện có đèn. Em nhắn tin cho cái anh mà em bán anh, em nói con này có đèn ảnh. Đây made in Philippines ha. Con này sản xuất ở Philippines. Hàng Stamet là hàng đồng hồ quốc dân ở Mỹ. Con này là những cái con Stamet này là tổng thống Obama cũng mê lắm, ông chuyên đeo Stamet. Giá nó rẻ nhưng mà nó lại bền tốt. Con này bán 880.000 nha. Rồi cách mua thì các bạn Zalo hoặc nhắn tin ra đây, đặt cọc 50.000 em miễn ship ha, và em sẽ đi đơn, không bán COD nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ai thích thì vui lòng bấm cho em xin một nút like, một nút subscribe để khi nào có video mới mình sẽ nhận được video mới sớm nhất. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.